Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng chương mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Núi Thành để nghe báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Báo cáo tại buổi làm việc, Huyện Núi Thành cho biết công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Một số công trình trọng điểm như dự án thành phần 1 thuộc dự án hoàn thiện đường ven biển 129 Võ Chí Công, huyện vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ trình thẩm định phê duyệt. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm khác trên địa bàn huyện như dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành, dự án đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tâm Anh, dự án khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam đều gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Theo lãnh đạo huyện Núi Thành, nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ là do số lượng cán bộ công tác còn ít, không đáp ứng nổi khối lượng công việc khổng lồ. Bên cạnh đó, nhiều quy định về bồi thường tái định cư còn chưa rõ ràng, thiếu sự hướng dẫn nên huyện cần nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ. Chia sẻ những khó khăn khách quan của huyện Núi Thành trong việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Triết yêu cầu lãnh đạo huyện tập trung cho 5 dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc đã được nhận diện, thống nhất cách làm để triển khai đồng nhất ở Núi Thành và các địa phương khác trong toàn tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Song song với đó, cần tập trung chỉ đạo giải quyết thủ tục cấp phép các mỏ nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án trọng điểm, chỉ đạo lực lượng công an có biện pháp bảo vệ thi công các trường hợp cần triển khai bảo vệ, xử lý các vấn đề về an ninh trật tự phát sinh liên quan giải phóng mặt bằng. Đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án cầu Tam Giang huyện Núi Thành. Dự án cầu Tam Giang do Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc về mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ dự án trong năm 2024, huyện Núi Thành đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhanh chóng nhận đền bù và bàn giao mặt bằng. Đến nay đã có 6 trên 7 hộ đồng ý phương án đền bù hỗ trợ tái định cư và đã bàn giao mặt bằng. Duy chỉ còn hộ ông Hồ Minh Tân, bà Lương Thị Tình chưa đồng ý vì cho rằng giá đền bù còn thấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu huyện Núi Thành tiếp tục vận động có phương án đền bù hợp lý để giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng. Đối với tiến độ xây dựng cầu Tam Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Núi Thành đẩy nhanh tiến độ, tập trung mọi nguồn lực thi công để hoàn thành trong đầu năm 2025, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Thế Bình đối thoại giải quyết vướng mắc 3 doanh nghiệp bất động sản, công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Hà An, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Khởi Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Châu Âu liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ dự án và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đối với trường hợp điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư. Đây là 3 doanh nghiệp đang thực hiện 3 dự án bất động sản thuộc một chủ đầu tư, đồng thời đều vướng mắc liên quan đến thủ tục ký quỹ bổ sung khi dự án điều chỉnh tổng vốn đầu tư và đề xuất liên quan thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Hà An là chủ đầu tư dự án khu đô thị An Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Khởi Nguyên, chủ đầu tư dự án khu đô thị Lam và công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Châu Âu, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Cả 3 dự án đều thuộc khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Riêng dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Châu Âu tồn tại đến 4 nhóm vấn đề vướng mắc. Trong đó, ngoài đề xuất liên quan đến thủ tục ký quỹ bổ sung, còn có một số đề xuất liên quan kết luận kiểm toán nhà nước khu vực 3, thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư và vấn đề giải phóng mặt bằng giao đất. Trong từng trường hợp và vướng mắc được doanh nghiệp đề cập nêu đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Bình yêu cầu các ngành liên quan xem xét từng nội dung, hướng xử lý hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư một cách linh hoạt, song vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Chia sẻ khó khăn và vướng mắc mà doanh nghiệp đang đối diện, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, những đề xuất được doanh nghiệp nêu được Phó Chủ tịch Phan Thế Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ban ngành liên quan của tỉnh tiến hành rà soát, nghiên cứu và sớm tham mưu hướng giải quyết, vận dụng trong điều kiện pháp luật cho phép, khắc phục những tồn đọng nhanh nhất, tạo thuận lợi để doanh nghiệp xúc tiến dự án. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức, cử tri huyện Nam Giang kiến nghị cần sớm đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 14E hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cử tri huyện Nam Giang kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường quốc lộ 14D đi cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đất Tà Ọt. Hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, hàng ngày từng đoàn xe đầu kéo sơ remote nối đuôi nhau, oằn mình băng qua cung đường đầy những khúc cua, mặt đường đát bươm như ruộng cày, bụi bay mù mịt, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam vừa tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, 446 thí sinh chính thức tham gia dự thi. Đây là đợt thi tuyển có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất từ trước đến nay của Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với đội ngũ viên chức người lao động trên 350 người đang công tác trong toàn hệ thống tại văn phòng trung tâm và 18 chi nhánh văn phòng đăng ký ở các huyện, thị, thành phố. Tiếp tục có phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, công cuộc, cải cách hành chính, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 và được Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt. Qua kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1, Hội đồng tuyển dụng đã quyết định danh sách 446 thí sinh đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam. Theo đó, 446 thí sinh toàn tỉnh sẽ dự tuyển ở 15 vị trí việc làm. Dự kiến trong kỳ tuyển dụng viên chức năm nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam sẽ tuyển dụng 76 viên chức. Tại khu di tích lịch sử Bãi Sậy Sông Đầm, Khối Dân vận Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú, thành phố Tam Kỳ và các hội đoàn thể đã phối hợp tổ chức ra mắt mô hình vận động nhân dân khai thác thủy sản bền vững và không đánh bắt động vật hoang dã tại sông Đầm. Mô hình có sự tham gia của 20 hộ dân trên địa bàn khối phố An Hà Đông và Ngọc Nam tham gia ký cam kết thực hiện không sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện, các công cụ, dụng cụ đánh bắt tận diệt khu vực sông Đầm. Không săn bắt, bắn bẫy, buôn bán vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ các loài chim hoang dã, không chặt phá cây xanh, hệ thực vật, đất ngập nước sông Đầm. Dịp này, 13 hộ dân có thành tích trong hiến đất, trồng cây, phục hồi hệ sinh thái sông Đầm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen. Chương trình nghệ thuật Điểm hẹn Bãi Sậy Sông Đầm với 15 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đã diễn ra, thu hút rất đông bà con nhân dân đến thưởng thức. Thưa quý vị, khi biết Hội An xây dựng thành phố sinh thái, Ranbir Pedersen, quốc tịch Đan Mạch, đã quyết định ở lại nơi này để tiếp tục công việc tạo nguồn nguyên liệu tái chế từ rác thải nhựa, làm ra các sản phẩm mới hữu ích với cộng đồng. Việc làm này đã truyền cảm hứng cho nhiều người cùng thực hiện, góp phần giảm bớt lượng rác thải nhựa tại Hội An. Chúng ta cùng xem phóng sự sau đây. Lâu nay, người dân Hội An đã trở nên quen thuộc với người đàn ông nước ngoài song rủi chiếc xe khắp đường làng ngõ phố, thảo từng ngóc cách như thế này, đến các cửa hàng, quán cà phê, quán nước mía và kể cả các hộ người nước ngoài đang sinh sống tại các xã phường để thu gom rác thải nhựa. Công việc này được thực hiện theo lịch điều độ tại hơn 100 cơ sở kinh doanh lớn nhỏ ở Hội An. Ban đầu, nhiều người chưa hiểu anh thu gom rác để làm gì, nhưng khi biết ý tưởng của anh, các cơ sở kinh doanh đều chủ động thu gom rác thải nhựa, rửa sạch để ráo, chờ ngày trao cho anh. Hàng ngày thì tụi em vẫn sẽ phân loại rác, là tụi em sẽ có loại rác khó phân hủy, dễ phân hủy và để riêng khu vực rác tái chế được để cho bạn phan tới để lấy. Và thì hiện tại thì quán em cũng đang kinh doanh trên một cái mô hình là thân thiện với môi trường, cho nên là tất cả các vật dụng trong quán em dùng đều là thân thiện với môi trường, nhưng mà có những cái vật không thể thay thế được hoặc là khách đem tới thì tụi em sẽ để riêng khu vực để cho bạn phan tới đây lấy. Thì thông qua cái việc làm của bọn Phan thì sẽ tiếp thêm cho tụi em cái động lực. Nói chung là một phần nào đó tụi em cũng làm những cái hành động có ý nghĩa để góp phần bảo vệ môi trường. Xin chào, tôi ở Việt Nam gần như từ nhỏ đến giờ. Tôi sống ở Hà Nội nhưng 4 năm trước, gia đình tôi đã chuyển đến Hội An vì muốn sống gần thiên nhiên. Tuy nhiên chúng tôi thấy vấn đề mọi người gặp phải ở đây là nhựa. Thỉnh thoảng nhựa bị đốt cháy hoặc vứt bỏ ở bãi rác ven đường và bờ biển. Đây là lý do tại sao tôi rất thích những gì mà Fraud đã làm, lấy chất thải nhựa chế tạo thành sản phẩm mới. Người đàn ông mà họ nói tới, đó là Franberg Pedersen, quốc tịch Đan Mạch, mới 43 tuổi, nhưng anh đã có đến 22 năm học tập và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đan Mạch và Việt Nam để thực hiện các dự án hạn chế rác thải nhựa. Sau khi chứng kiến tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng gia tăng ở châu Á, năm 2015, Fran đã thành lập công ty riêng tại Hồng Kông và Đan Mạch để làm chai tre nguyên khối đầu tiên trên thế giới,
thiết kế sản xuất và bán các mặt hàng thay thế bền vững cho các sản phẩm gây ô nhiễm nhựa như bàn chải đánh răng, cốc, chai ống hút và túi sách. Từ mỗi chai bán được, Fran đã dành tặng $1 cho sáng kiến trả lại tại Việt Nam. Đến nay, đã có 3.000 học sinh và gia đình được cung cấp nước uống an toàn. Năm 2018, anh đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Noxus Bamboo, 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, để bán và xuất khẩu các sản phẩm từ tre cho thị trường trong nước và quốc tế. Fran đã tái chế các loại vật liệu phế thải như sát tre và gỗ, bã cà phê và giấy vụn làm cốc uống nước bán ở châu Âu. Khi đến Hội An, đọc hiểu thông tin xây dựng thành phố sinh thái trên bảng truyền thông trực quan, anh đã quyết định về đây làm việc và sinh sống, đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Northern Group Việt Nam vì có nhiều sản phẩm và sáng kiến hơn. Tại Hội An, Fran đã mời các cơ sở kinh doanh, trường học làm đối tác nhựa và gặp gỡ các nhà máy ở Việt Nam để hợp tác sản xuất nhựa tái chế như sàn ngoài trời, ván nội thất, túi sách, pallet, vận chuyển, v.v. Nhận rác nhựa về, chúng tôi đã phân loại các nhỏ rồi giao hàng cho các nhà máy tại Hà Nội. Tại Hội An, chúng tôi cũng có thể làm móc khóa thủ công, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo để các trường học đến học hỏi. Khi kết nối với các cơ quan chức năng của thành phố, thì ý tưởng khởi động sáng kiến không chỉ nhựa đã được đón nhận. Sáng kiến trả lại của chúng tôi cũng nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng và truyền cảm hứng cho người giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Tôi cũng muốn mọi người biết rằng đây là tài nguyên tái chế, mang thu nhập, nên thu gom rác nhựa để tái chế, giảm thải ra môi trường và đại dương. Cứ như vậy, mỗi ngày Fran cùng nhiều cơ sở kinh doanh và hộ gia đình ở Hội An thu gom được lượng lớn rác thải nhựa để tái chế thành những vật liệu mới có ích trong đời sống, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường hàng ngày từ hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ ở địa phương. Chương mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.